Con bạch Thầy, ông ngoại con mới mất, bố mẹ con bảo Tết năm nay nhà mình không được đi chúc Tết nhà khác vì nhà có tang sẽ đem lại đen đủi cho nhà người ta. Vậy kính thưa Thầy, điều này có đúng không ạ? Cái này thì thưa đại chúng là dân mình thì cũng hay giữ cái này lắm. Ví dụ nhà mình năm nay là có tang, thì thôi là Tết là không có đi chúc Tết nhà nào. Vậy thì phân tích cái này, Thầy nói là xét về đạo Phật nhé, với đạo Phật thì chả có vấn đề gì cả, ai rồi cũng phải chết, chúng ta biết rồi. À, bây giờ tang cái cụ năm nay 99 tuổi cụ mất chẳng hạn, cụ chết thọ như thế thì đúng ra là vui chứ, mà cụ chết cụ lại đi nhẹ nhàng. Ví dụ Phật tử chết mà lại nhắm mắt chào cả nhà xong đi, thế đấy chết đấy là một niềm vui chứ, à, chết mà hoan hỉ như thế, tự tại như thế, thế thì là niềm vui chứ, à, thế thì phải đi chia sẻ cái niềm vui cho mọi nhà chứ. Đấy, ông cụ thôi, ông chết, ông tự tại thế đấy. Ông chết, ông chào hết, và gọi bà con hàng xóm căn dặn, xong chia lộc, chia quà, xong ông ngồi, ông nhắm mắt, ông đi đấy. Thế thì phải chia vui cho cả xóm với cả làng chứ, đúng không? Cho nên cái chết nó không phải là cái gì xấu, mà mọi người cứ bảo cái chết nó là cái đen đủi. Không phải, cái chết là ai cũng phải chết cả. Cái chết không phải đen đủi, nghe không? Cho nên cái việc mà nhà có tang, chúng ta đi thăm nom chúc Tết nhà khác cũng là bình thường. Và mà nhà mình có tang ấy, mình đến bạn bè ta động viên an ủi không sao. Và các Phật tử chúng ta phải hình thành một cái quan niệm rất bình thường nhé. Nhà bạn, nhà huynh đệ mình mà có tang đến sang nhà mình chúc Tết đầu năm vui vẻ, mình vẫn hoan hỉ, đừng buồn, đừng lo. Cái này phải đánh tan cái quan niệm đi, nghe không? Đừng sợ nhé, mình cứ nghĩ thế là xui, cái đó không phải chút nào cả, nghe không? Cái này hoàn toàn là mê tín nhé. Kính thưa Thầy, có một số quan niệm cho rằng khi Tết nên thắp hương những loại hoa quả như đu đủ để được đầy đủ, những quả có màu đỏ để được may mắn. Không nên thắp hương những quả như quả sầu riêng, gai góc sầu khổ. Con thưa Thầy, điều này là đúng hay sai ạ? Con xin Thầy chỉ dạy. Ở miền Nam thì người ta có cái gì nhỉ? Cầu vừa đủ xài. Cầu là mãng cầu, vừa là quả dừa đấy, đủ là quả đu đủ, xài là quả xoài. Thế là rồi còn quả gì nữa đấy? Đấy, nên là bày lên, nên là một mâm là cầu vừa đủ xài chứ đừng cầu quá. Thế này chúng cũng có phải là do cúng những cái quả này thì mình sẽ được như thế không? Thế Thầy tin là ánh sáng Phật Pháp có quý Phật tử học tần ấy rồi biết không phải do như thế, nghe không? Tất nhiên chúng ta dâng cúng Phật đấy, dâng cúng gia tiên là mình vẫn được cái phúc báo, nghe không? Còn phúc báo lớn nhỏ và đủ để cho mình xài hay không là phải tùy cái tâm mình cúng như thế nào, cái người thọ nhận ra sao thì quả phúc nó khác nhau nhé. Chúng ta khi có cúng dường, có bố thí là có phước báu, nhưng mà phước báu ấy như thế nào nó còn tùy rất nhiều nhân duyên đó. Đấy thì không phải là cứ đủ mấy cái loại quả đấy là năm ấy mình sẽ đủ, nghe không? Thế bây giờ người ta sẽ đặt tên ra cái quả gì đấy là quả rất giàu chẳng hạn nhé, mình cúng cái quả rất giàu đấy thì mình sẽ rất giàu hay sao nhé. Kính thưa Thầy, Tết năm ngoái con cùng các bạn đi chùa và có chụp cùng nhau một vài kiểu ảnh trong chính điện và một số cảnh đẹp ở chùa để làm kỷ niệm. Khi xem được những hình ảnh đó của con, một người chị của con mới nói, người ta kiêng chụp ảnh khi đi chùa vì ở chùa nhiều vong linh, mình chụp ảnh thì vong linh nó sẽ đi theo mình, không cẩn thận là rước ma về nhà. Con rất lo sợ, không hiểu điều này thực hư thế nào, xin Thầy giải đáp cho con. Nghĩa là Tử thấy không? Nếu mà mình mê tín cái gì cũng làm mình sợ. Giờ chúng ta đi du lịch thì nói đại chúng, nhất là đầu xuân thì chùa là chính chứ, vâng, chùa đình đền là chính chứ, còn đầu xuân có mấy ai đi vãng cảnh, đi ra biển ngắm cảnh hay đi đâu đâu, à, ta đi chùa đầu xuân tháng riêng là sáng đi chùa mà, à, nói ăn chơi chứ toàn là đi chơi đi lễ thôi. Thế mà đi lễ thế là không có chụp ảnh thì còn chụp ở đâu? Nhà chùa mình là có hẳn cái trong ban văn hóa là lập hẳn một cái đội thợ ảnh chụp ảnh cho Phật tử nhân dân để ta kỷ niệm. Cái này hoàn toàn là không đúng nhé, không phải do chụp ảnh thế mà vong linh nó theo về. Vong linh theo ai là có duyên nghiệp với người đấy, mà chẳng phải ở đâu theo về mà oan gia trái chủ của mình nó theo chính mình đấy, thế không phải ở đâu lạ. Cho nên chúng ta không nên tin điều này và chúng ta vẫn chụp ảnh bình thường. Bạch Thầy, năm ngoái Tết năm ngoái con quét nhà vào sáng mùng 1 và bị mẹ con mắng. Mùng 1 mà quét nhà thì quét hết cả lộc đi à? Lỡ quét rồi thì phải dồn rác vào một góc không được hót đi. Con không hiểu tại sao lại phải kiêng kỵ như thế, xin Thầy giải đáp cho con.
Cái này Phật tử mình có ai còn làm điều này không? Đúng thế, ngày xưa thầy nhà cũng thế đấy. Là cái thời mà còn đốt pháo đấy. Sáng mùng 1 đốt bánh pháo xong rồi là cụ bà cấm không chỗ nào quét hết ấy, để nguyên rác rời tất cả mọi cái. Cụ quét thế là hết lộc đi. Không hiểu sao mọi người quan niệm như vậy. Thế hay là mùng 1 thì đi ra ngoài giếng, ngoài sông gánh nước về nhà mà để lấy lộc. Thế thì thầy bảo là nếu mà ra sông mà gánh nước về nhà có lộc thì mấy cái nhà ven sông là giàu hết rồi. Mà chẳng phải đâu mấy anh thuyền chài là giàu nhất, đúng không? Thuyền chài vớt một cái là nước ở sông lên ngay. Cả ngày mùng 1 anh vớt nước ở sông lên. Thế cho nên chúng ta mới thấy nó không có lý nhé. Thì cái này cũng chỉ là một cái tập tục thôi nhé, không đúng lý với tinh thần đạo Phật. Ta cứ quét nhà cửa sạch sẽ mà đón khách, nghe không? Thế còn nếu cái thời xưa còn đốt pháo thì để xác pháo cho nó đẹp thì nó không sao. Thế còn bây giờ nhà cửa bẩn ta phải quét, mà ta quét ngay từ ngày 30 rồi, sáng mùng 1 cho nhà cửa nó sạch sẽ đón khách, vui vẻ. Đó, cái này là không đúng nha.